anh Vinh ơi, em bị F0 rồi, buồn quá. Ui dồi ôi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ để cố gắng hồi phục lại sức khỏe nha. Và các bạn fan nhớ giữ gìn sức khỏe thật là tốt nha. Yo, hi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, Vinh đẹp trai. Vinh đẹp trai. Các bạn ơi, nãy giờ mình đang rất là sợ hãi luôn á. Tự nhiên hôm nay mình vô cái tựa game Minecraft thì bỗng nhiên cái thế giới của mình, các bạn nhìn đây, mấy cái con này. Nè, các bạn thấy có cái gì đó rất là sai lắm luôn đúng không? Cái con heo này nó còn to hơn cả mình nữa các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, cái con gà mà nó đẻ cái quả trứng gì mà to dữ luôn á. Cái quả trứng gà này ăn cả năm trời không hết được luôn nha các bạn. Rồi con gà nó nhảy kìa. Nhảy đi tăng 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 tăng. Nhảy đi bậy. Tăng tăng tăng. Các bạn ơi, kiểm tra trên máy của các bạn cái nút đăng ký này nó có màu đỏ hay không. Nếu có thì hãy ấn vào để cho nó trở thành màu trắng nha. Các bạn hãy nhìn đây, đây là cái con ong nè. Cái con ong mà nó to như thế này luôn á. Ôi, ở đây có cái con cá nè các bạn ơi. Con cá mà nó siêu to luôn. Wow. Thì ngày hôm nay mình sẽ sinh tồn ở trong cái thế giới Minecraft. Tất cả những cái con vật đều trở nên rất là to nha. Ôi, ngay cả cái này nó cũng to luôn các bạn ơi. Cái cục gỗ nè, làm một cái bàn chế tạo. Mình sẽ lấy một ít đá để làm một cây cúp đá nha. Ôi, đây rồi, một cây cúp đá. Ok, rồi. Giờ là mình sẽ đánh cái con cừu này để mà mình lấy thức ăn nha các bạn. Lại đây. Ui giời ơi, nó to quá, mình đánh không có được các bạn ơi. Trời ơi, mình nhỏ quá, mình đánh mệt quá à. Lại đây. Trời ơi, con này nó đá mình các bạn ơi. Ôi giời ơi. Này các bạn nhìn nè, đây là cái cục thịt cừu nè. Nhưng mà nó rất là lạ nha. Tình hình thế này là không ổn rồi. Tại vì ở phía bên kia có cái con creeper. Con creeper này nó không phải là cái con bình thường đâu nha các bạn. Trời ơi, nó mà nó lại gần mình một cái mà nó nổ. Trời ơi, cái con này hình như là nó to quá, nó không có thấy mình các bạn à. Do là mình nhỏ quá, nó không có thấy mình. Thôi kệ nó đi các bạn. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Ủa? Ai đây? Uầy, để mình thử lại gần xem sao nha. Ôi, bác dân làng ơi, tại sao bác dân làng cao quá vậy? Các bạn ơi. Ủa? Tại sao mình lại nhỏ bé như thế này luôn á? Cái ông dân làng này bay lên trời luôn rồi các bạn ơi. Alo, các bạn muốn nạp Robux ơi, hãy vào shop robux.giarẻ.vn để nạp nhé. Ở đây sẽ có nạp Robux 120 giờ và ngoài ra sẽ có vòng quay may mắn cho mọi người thử vận may của mình nhé. Mình sẽ đánh golem xong rồi mình chạy. Yeah, chạy. Ui dồi ôi, nó đuổi theo kìa. Ui dồi ôi, tí nữa là mình đi bệnh viện rồi, cái con này nó mạnh quá. Mình thấy là hiện tại là trời cũng gần tối rồi này. Mình cần lấy một ít thịt gà, cái con gà lại đây. Ok, thịt gà đây. Rồi xong luôn. Trời tối nên là những cái con zombie này nó xuất hiện rồi này. Các bạn nhìn cái con bộ xương này nè. Các bạn ơi, cái mũi tên nó to con kìa. Trời ơi, trời ơi, sao mà buổi tối nó nguy hiểm thật sự luôn á. Ở phía bên kia hình như là cái gì, nó bắn mình một phát là chết rồi. Nó càng mạnh hơn. Còn cái con này là cái con nhện. Cái con nhện gì ác. Trời ơi, mình bị con creeper nó nổ nữa rồi. Mình sẽ cho các bạn coi cái con nhện nè. Trời ơi. Chan. Sợ quá.
Wow, hiện tại là mình đang ở dưới một cái hang động nha các bạn ơi. Và cái hang động này toàn là quái vật không ạ. Trời ơi, có kìa. Ê, mấy anh tha cho em đi. Trời ơi, chạy các bạn ơi. Ôi no, chạy không có được. Ủa, mình thấy cái con Enderman này nó đang cầm hoa lên kìa. Ui, nó cầm hoa để nó tặng cho mình kìa. Trời ơi, cái con Enderman này nó tặng hoa cho mình nha. Vậy, anh ơi. Ủa, sao cái con này nó nổi cơn điên lên vậy? Chạy các bạn ơi, nó nổi điên lên kìa. Trời ơi, tự nhiên tôi nói nó tặng hoa cho mình á, tự nhiên nó lên cơn điên lên này. Ôi chạy chạy, các bạn thấy không? Bây giờ là mình sẽ nung sắt để mà mình chế tạo ra cái bộ giáp sắt để mình đối đầu với những cái con này nè. Ôi trời ơi, nó sắp tới rồi kìa, nhưng mà do là cái con này nó lớn quá, nó không có chui vô dừa nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ làm ra một nguyên một cái bộ giáp nha, để mình chơi lại đây, chứ nãy giờ mấy cái con này nó chơi mình không à. Các bạn yên tâm, bây giờ là mình đã có bộ giáp sắt rồi nha. Rồi chơi nó thôi. Cái con này nãy giờ đây. Ui trời ơi, còn non quá bé ơi. Ôi trời ơi, nó mạnh quá các bạn ơi. Ủa con này bình thường nè. Ôi trời ơi, giờ là mình sợ là... Ôi cái cục xương nhưng mà to dữ vậy ta. Mình sợ nhất là cái con bộ xương này nè. Cái con này nó bắn xa rồi, nó bắn còn đau nữa chứ. Các bạn ơi, ở phía bên kia mình thấy có một cái con chó sói kìa. Ê, mình sẽ thuần phục nó nha các bạn. Và mình sẽ nuôi cái con chó sói này. Nhưng mà cái con chó sói này nó hơi to nha. Giờ để mình bước qua nha. Bé sói ơi, để mình bước qua nè. Nè, ấy, đây rồi. Mình hồi nãy là mình đã có chuẩn bị xương theo nè. Đây, mình sẽ thuần phục nó nè. Đây, ăn xương đi. Rồi. Ê, con này nó đi xuống dưới này làm sao bây giờ? Ê, đừng bé ơi. Ok, không sao. Ôi, cái con này. Đây, ăn xương đi. Ôi, mình đã nuôi bé sói thành công rồi nè. Bây giờ là mình đi đâu á, là cái con chó sói này nó cũng đi theo mình hết trơn luôn á. Nè, các bạn thấy không? Đó, thấy không? Ôi, rồi ơi, mình đã có một người bảo vệ cho mình rất là to luôn nha. Cái chân của nó còn dài hơn cái cơ thể của mình nữa. Yeah, cuối cùng là mình cũng đã thấy kim cương rồi, lấy luôn. Ba cục. Hình như này có ba cục hay sao á. Ôi, rồi, ơi bé sói ơi, sao mà đi theo anh xuống dưới đây luôn vậy? Mình và các bạn hãy cùng nhau đi qua địa ngục xem mọi thứ, những cái con vật có trở nên rất là khủng lồ hay không. Đó, rồi đi qua địa ngục nha. Rồi, tôi đang ở bên địa ngục đây. Đây, mấy cái con này nó cũng trở nên... Ôi rồi, mấy cái con zombie heo này các bạn. Ủa, cái con này sao nó bình thường vậy ta? Ờ, để mình đi khám phá xung quanh nha các bạn. Mình không biết là mình có chiến thắng nổi hay không nữa. Mấy cái con quỷ lửa này nè, các bạn nhìn đây, nó lớn thế này làm sao mà mình chơi nổi. Trời ơi, mình thấy là đây là một cái thử thách, phải nói là siêu khó luôn á. Lại đây. Ôi trời ơi, mình nhỏ bé thế này mà chơi đánh đấm cái gì nữa. Ủa, cái con này nó bị gì vậy ta? Cái con này nó bị gì nè các bạn? Ôi, ê, cái con này đừng. Cái con này bắn bờ này. Ok, giờ là mình sẽ bước vô cái chỗ này nha các bạn. Trời ơi, sợ quá à. Ủa? Thôi các bạn ơi. Kiểu giống như là những cái con này á, nó càng lớn thì nó sẽ càng mạnh nha, nên là mình không dám lại gần đâu, nó cầm cái rìu kìa. Thôi, vậy cho nó đứng đó đi các bạn. Sau một hồi mình trao đổi vàng với mấy cái con Biglin á, thì nó cho mình rất là nhiều đồ. Ok, giờ là mình và các bạn hãy cùng nhau đi tìm cái con rồng nha, để mình coi khi mà cái con rồng á, nó có trở nên rất là lớn hay không. Ồ, cái con rồng ở đâu? À, thì ra là cái con rồng ở dưới đây nè các bạn. Đây, đi xuống dưới đây. Và ai à, đây rồi. À, đây, vô đi. Đây, rồi vô nha. Trời, mình đang rất là tò mò luôn. Không biết là cái con rồng này nó có trở nên rất là to hay không. Giờ là mình sẽ đi lên nha. Đâu rồi, cái con rồng đâu rồi? Đây, con rồng đâu rồi? Con rồng đâu rồi? À, đây rồi. Mấy cái con Enderman này nó chỉ lớn hơn thôi, chứ là cái con rồng này nó không có lớn nha các bạn. Đây, mình cho các bạn coi nè, cái con rồng đâu rồi?
cái con rồng nó vẫn bình thường nha, các bạn thấy không? Đó, nó vẫn bình thường à. Nói chung là ngày hôm nay mình đã trải nghiệm khi mà gặp những cái con vật ở trong Minecraft trở nên rất là bự nha, bự hay là to hay là lớn cái gì đó. Thì hôm nay mình đã xem thử, nói chung là rất là bất ngờ luôn. Thì các bạn xem video này nhớ like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn chứ các bạn coi nha. Cái con này khủng khiếp quá. Chứ bây giờ bye bye các bạn nha, tạm biệt mọi người.